Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Em chào bà con nha, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con. Trần Anh về một mẫu Vios nè. Em này sản xuất năm 2016 nha cô chú anh chị. 60E34078 nè. Hàng G form của đời 2016, số tự động bản AT. Nha, máy 1.6 cô chú anh chị ạ. Xe đẹp. Rin hết, chất sơn rin phủ lên tới 90%. Đời 2016 thì cực kỳ cọp rồi. Mâm đúc là nguyên bản theo xe nha. 4 tháng trang bị là ABS chống bó con phanh. Vỏ mới 90% luôn. Hai cục đèn phía trước nè, nguyên bản halogen hết toàn diện nha. Toyota Vios là một dòng xe thương hiệu của nồi đồng cối đá nha. Đăng kiểm tháng 7 năm 2023. Mẫu này đăng kiểm 1.5 năm lần nha bà con. Đây nè, hai cặp vỏ đầu mới 90%. Mâm là mâm đúc nguyên bản của hàng Toyota, hầu như rin hết. Trên xe tích hợp được xi nhan trên gương chiếu hậu. Nước sơn bằng xe nó một bộ áo màu trắng ngọc trinh. Trắng gì mà sáng quá. Em ấy trắng sáng như Omo nha cô chú anh chị. Đây là phần ghế nè. Ghế da nguyên bản nguyên rin hết. Sạch rất là sạch sẽ. Trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài nha bà con. Rất là ok luôn. Mua về chỉ việc chạy thôi, vô lăng tích hợp nè. Hàng G là trang bị nè. Cụm điều hòa tự động nè, số tự động nè, chìa khóa lốc mở nguyên bản theo xe, đi được 70.643 km rồi. Tắp lô tắp bi liền lẹt sạch sẽ lắm. Đời 26. Keo chỉ hầu như nguyên bản nguyên rin nha, không lỗi không cấn. Đây là ghế ở trong nè, sạch sẽ chưa, khá là sạch sẽ luôn. Phần tắp bi nè, anh chị có những cái vân gai nè. Mẫu này không có ai chạy dịch vụ cho nên bà con có bé yên tâm. 4 ở vỏ mới 90%. Đây là phần gầm nguyên bản nè. Gầm bệ là sạch sẽ không? Rất là chất. Đây anh chị trải nghiệm vô phần nội thất và phần máy cùng với Trần Anh nè. Máy rin lắm. Chúng ta có gương từ cục từ mở nè anh chị. Đó, và kết hợp là gương chỉnh điện nha. Máy 1.5 70.643 km rồi. Trợ lực nè, nhẹ tưng. Đèn còi đầy đủ. Các tính năng nè. Chế độ gear nè. Có camera gear nha. Và đây chế độ N, D, M. Cơ nè. Đó, đây là chế độ cơ nè. Hiển thị trên đồng hồ đầy đủ luôn. Máy lạnh mở phát lạnh ngắt nè. Trang bị cùng điều hòa tự động. Được chưa? Khá là cọp luôn nha cô chú anh chị nha. Đó, mẫu xe gia đình lấy về chạy. Trải nghiệm phần máy cùng với em. Côn ga số nó mới tinh luôn. Anh chị nè, phần nỉ, nỉ lót sàn của Vios nè, nguyên bản. Hai bên đẹp lắm, đẹp như nhau luôn. Tôn cực kỳ là mỏng nha. Đó, đi đôi cho em là đèn halogen hết toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Đèn halogen hết toàn bộ. Đây bà con, keo chỉ cho nó cabo nè. Anh chị là những sóng gân nè. Đẹp như nhau nè, không có dấu hiệu đâm vai cứng đục. Keo chỉ rin hết. Mạc tem nguyên bản theo xe nha. Hai bên nè. Nói chung xe không lỗi không cấn. Anh chị coi kỹ nè. Đó, bon điện rất là đẹp nha. Hai bên trụ đẹp như nhau nè. Trang bị là ABS chống bó cứng phanh đầy đủ có tính năng rồi. Chúng ta sẽ có ổ ga nguyên bản nè. Anh chị mới chưa? Mới tin, đây là mặt keo nè. Đây là keo rin nguyên bản của nhà sản xuất nha. Không có dấu hiệu khui ra chỉnh cam cò thì cô chú anh chị đừng hỏi anh máy có làm hay chưa. Bao máy số cho cô chú anh chị test hãng là rin hết 100%. Chưa hề đụng chạm. Riêng mẫu này là nồi đồng cối đá cực kỳ rồi. Chạy bền mà tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời luôn. Hai bên lường đẹp như nhau dàn trước nè. Rin hết. Cấn đụng là không có, đi đôi là đèn rin luôn. Hai bên trụ đẹp như nhau nha cô chú anh chị nha. À, anh chị coi nè. Tao quay những cái điểm chính thôi. 4 máy 1, 2, 3, 4. Mẫu này thì cô chú anh chị đừng hỏi cho anh có độ hơi không nha. Riêng cái đời này chạy 20 năm cũng chưa độ hơi được. Đây nè, nhớt mới chủ nhà vừa thay, không một dấu hiệu độ hơi. Xe chủ nhà đi mới có 70.000 thì cô chú anh chị biết rồi. Cực kỳ là ok. Và hai bên đó, không có một dấu hiệu là móp méo trên chiếc xe đâu. 5 chỗ. Mẫu sedan 2 đầu bản AT nha.
Đó, thương hiệu của Toyota. Đây là phần cốp sau nè, keo chỉ nè, có hai điểm nữa thôi nè. Đây là chỉ rin nè, đó chỉ rin nè, chỉ rin hết toàn tập nè, không có dấu hiệu là chạy chỉ lại luôn. Nãy cách nhiệt nguyên bản của em nó nha, ở trong nè, ok chưa? Vào đây trải nghiệm ngay phần phần cốp cùng với Trần Anh nè. Đây anh chị nè, vỏ xe cua hẹ rồi nha, 2016 à. Vỏ xe cua còn khá là mới, 90% luôn. Dòng này 5 mâm đúc xốp theo xe, đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Đó, bà con lấy về bà con chạy thôi. Mạc tem ở trong cốp nè, còn đẹp như thế này. Đời 2016 thì chắc cô chú anh chị biết rồi, không cần phải quay phần gầm nữa. Gầm chả mục đâu. Em chưa có gầm đâu, nhưng mà gầm biết là không mục rồi. Nè, gầm mới tinh nè, gầm nguyên bản nguyên rim, không nên phủ ceramic. Và Trần Anh khuyên bà con cô bác, những cô chú anh chị nào có xe đời cao không nên phủ ceramic, vì cô chú anh chị phủ ceramic sẽ bị rớt giá từ 10 đến 20 triệu nha. Thường thường mấy cái dòng xe cũ đời cũ người ta mới phủ ceramic thôi, phủ ceramic để chống mục gầm, đó là vậy thôi. Nhưng mà xe rin mà phủ ceramic là toang, được chưa? Trợ lực nhẹ tưng, máy móc ok ổn định. Đấy, tay lái trợ lực nhẹ lắm, nhẹ tưng à. Số vô rất là dễ dàng nha, rất là dễ dàng luôn nha cô chú anh chị nha. Được chưa? Cảm biến gear đầy đủ các tính năng luôn nè. Đó, bà con đam mê về mẫu Vios nồi đồng cuối đáng này thì alo cho em nha. Nói chung dàn cản cũng có sơn dặm một tí xíu nha bà con. Dàn cản cũng có sơn dặm một tí xíu. Thôi để cho anh quay luôn cái phần sơn dặm cho bà con coi nè. Đây dàn cản nè, dàn cản phía đây người ta có sơn dặm nè cô chú anh chị nha. Đó, chạy chạy thời gian á, cái chày người ta có sơn dặm là dàn cản. Thôi đăng ký kênh ủng hộ cho em. Em xin kết thúc channel tại nơi này thôi. Em see you and goodbye.